Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế về một chủ đề, đó là chủ đề về tinh dầu. Tất nhiên là như hôm trước thì thầy đã chia sẻ cho các bạn rồi nha, khi mà chúng ta về chủ đề in ấn thì chúng ta nên thiết kế những cái sản phẩm thật, và sau đó thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ mang đi in nha. Và qua đó thì chúng ta cũng sẽ nâng cao cái trình độ của chúng ta nên càng ngày càng tốt hơn. Đây ạ. Để muốn làm ra một chủ đề thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ phải có một cái khổ giấy. Và các bạn nhớ một điều rằng sau này khi đi thiết kế những cái sản phẩm như công ty in ấn thì nó thường thường dính ấy, AI nhiều. Cái phần inút của bạn phải rất chắc chắn. Nào, sau khi làm xong đây thì chúng ta sẽ ấn vào Shift F7 và chúng ta sẽ chọn vào cái phần căn chỉnh. Và trong cái phần căn chỉnh thì thầy sẽ chọn là căn chỉnh với khổ giấy. Khi mà chọn là căn chỉnh với khổ giấy thì khi mà thầy dùng cả phím mouse quét qua cái này, chỉ cần ấn phát là tự khắc lên trên. Quét qua đây, ấn sang trái, quét qua đây sang phải. Thực ra đây là một trong những cách làm mà cực kỳ lười thôi. Chứ còn chúng ta có thể chọn thẳng trực tiếp từ cái hình khổ vuông này và chúng ta đánh một cái kích thước luôn cũng được. Nhưng mà thầy lười nên là mình sẽ làm kiểu như này, đúng không ạ? Rồi, bước thứ hai của các bạn là sau khi đã có khổ giấy xong, và cái khổ giấy này chính là khách hàng người ta yêu cầu, và chúng ta sẽ có một cái nội dung, thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta để cái nội dung như chúng ta như này đã. Chưa có chọn thông chữ hay cái gì vội. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn file và chúng ta chọn vào phần plate. Trong phần file, phần plate này thì các bạn sẽ chọn vào một cái đối tượng là các bạn sẽ có một cái file hình ảnh. Và đây là một trong những file hình ảnh mà chúng ta có thể download trên mạng hoặc là khách hàng người ta cung cấp. Thì việc của chúng ta là phải cắt cái hình này ra. Và tôi muốn là cắt hình ra để tôi có thể là làm theo cách của tôi. Hoặc là bạn thường thường là chúng ta sẽ làm bằng công cụ pen nhá. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn là pen. Và đồ rất là chính xác, chúng ta chọn đây một điểm, chúng ta chọn vào đây một điểm. Chúng ta chọn vào đây một điểm. Sau khi chọn sang đến đây thì các bạn lại tiếp tục chọn cho tôi một cái vẹt cong. Và chúng ta sẽ đi thẳng trực tiếp lên phía trên này. Bẻ cong. Đó, rồi ok, chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên cái viên đá này là các bạn sẽ phải giữ lại rồi, bởi vì nó trông nó cũng khá là nghệ thuật. Ok, chúng ta trong quá trình khi làm thì các bạn có thể ấn Shift X nhá. Ok, chúng ta chọn vào đây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Bẻ cong theo đường chiều của hướng này. Đi thẳng lên phía trên, đổ chéo. Rồi, chúng ta sẽ tích vào đây và đến cái nắp rồi. Đấy, bẻ cong này ra nhá. Rồi, ok, tích vào đây. Đấy, tôi nghĩ rằng là những cái này thì không khó với các bạn lắm. Chúng ta chỉ cần đồ một nút xong là chúng ta sẽ xong được cái hình thôi. Rồi, sau khi chọn xong đây thì chúng ta sẽ tích vào đây, tích vào đây. Tích vào đây, tích vào đây. Ok, chúng ta bẻ cong thôi. Rồi, kéo xuống nha các bạn nha. Tất nhiên chúng ta chỉ kéo ở đây thôi, còn bên này thì chúng ta sẽ nối tiếp vào cái này rồi. Ok, chúng ta sẽ đổ tiếp. Các bạn cắt vào đây.
Rồi các bạn nhìn chưa, chúng ta sẽ đồ một lúc sau thì cái phần thiết kế của chúng ta đã xong đó, đẩy sang bên này. Đó, sau khi đồ xong rồi thì các bạn sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn cho số 7. Và trước khi căn cho số 7 cứ để tạm đấy đã. Bước thứ hai của chúng ta là khi chúng ta chọn một cái nền gradient vào phần này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi màu màu đậm. Màu này là màu nhạt, y ngắn chọn vào đây. Thế là chúng ta đã có màu. Và sau khi có màu xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái gradient, chọn phím G kéo giữa. À, bước này thì chúng ta mới ấn vào căn chân số 7 thì chúng ta mới có được cái hình mà chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đó, các bạn nhìn nhau không? À, bây giờ sau khi đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là chúng ta sẽ chọn là pen. Chúng ta sẽ đồ đây một điểm, chúng ta sẽ vẽ vào đây một điểm, chúng ta sẽ vẽ vào đây một điểm. Các bạn nhìn nhé. Đây ạ. Đây là cái hình mà tôi sẽ làm cho các bạn xem. Với một cái hình như này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái chất gỗ nó là màu vàng như này. Và sau khi đã có hình xong thì các bạn sẽ làm cho tôi những cái giá trị về hình nó nuột lên một tí, ví dụ smooth. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ làm những cái bục bệ để cho nó thiết kế tự mình chủ động mình làm, chứ mình không phải đi kiếm trên mạng nữa. Được không ạ? Rồi. À, sau khi đã làm xong chúng ta chọn ở đây và chúng ta chọn vào 3D, chúng ta chọn vào extrude. À, với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị về 0 hết. Và sau khi về 0 xong thì bạn chỉ cần nắm chuột cái này vòng bên trên dưới, nắm chuột như này. Mọi người nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là nắm chuột đến nơi mà chúng ta quy định, nhìn như này. Và nếu mà chúng ta thấy là nó hợp với cái không gian và phối cảnh của đối tượng này rồi thì chúng ta làm. Còn nếu mà chưa thể hợp, bạn nhìn lên chưa? Lúc này chúng ta sẽ lăn chuột xuống. Đấy, ví dụ như này. Đây là một trong những cái mà chúng ta sẽ làm. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào đây cho tôi. Các bạn nhìn thấy đường cạnh này chưa? À, thế là chúng ta đã có một cái khối. Và cái khối này cũng khá là bắt mắt, hợp với cái giá trị này rồi. Chúng ta có thể lăn chuột thêm một tí nữa. Ok. Rồi, sau khi đã có một rồi, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F lần thứ hai thì tôi phóng to ra lần thứ hai và chúng ta sẽ đẩy xuống cho xuống dưới tất cả. À, đây là một giá trị để các bạn có thể tạo ra những cái bục bệ như thế này. Và cái hình của chúng ta thì chúng ta có thể thu nhỏ lại đẹo nữa. À, đẩy sát ra như này. Và cái này thì các bạn có thể đẩy cho nó sáng lên một tí nữa này. Nó phải hơi vàng cơ nên tôi sẽ đẩy lên phía trên này để cho nó vàng lên. Đó, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta thu nhỏ lại và căn chân G lại. Lúc này chúng ta sẽ đẩy bục vào đây ạ. Mọi người nhìn thấy cái của tôi chưa? Và tất nhiên là tôi đã tạo ra một cái loại bục mà chúng ta sẽ chủ động cái việc bục của chúng ta như thế nào. Rồi, sau khi đã làm xong được cái bục của chúng ta rồi thì bây giờ tiếp theo phần thứ hai của chúng ta thì chúng ta bắt buộc phải xử lý một cái công đoạn nữa, đó là xử lý về phần bóng. Tôi sẽ chọn ở đây một điểm, tôi sẽ chọn vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào đây một điểm, tôi sẽ chọn vào đây một điểm. Và tất nhiên là các bạn hãy chọn cho tôi có một cái cấp độ song song nó lên một tí. Được không ạ? Đây chúng ta sẽ vẽ làm hết toàn bộ tất cả những cái này. Ok, chúng ta đẩy lên đây. Và lúc này dùng y ngắn chỉ vào đây cho tôi. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Và cái này thì các bạn cho xuống dưới. Nhìn thấy cái này chưa? Phần thứ hai của các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị, đó là multi. Multi là làm đậm màu. Phần thứ hai chọn vào effect, chọn vào 3 blur và chọn vào Gaussian blur. Và tất nhiên chúng ta đã xử lý xong cái bề mặt của cái này, nó rộng nó một chút xíu nữa. Nhìn không ạ? Đã xong. Và sau khi làm xong thì bạn chỉ cần đẩy đối tượng nó lên ở trên phía trên một tí là được lắm rồi. Đây ạ. Các bạn nhìn này của tôi cho. Và cái này tôi sẽ thu hẹp là một tí. Tôi sẽ thu hẹp là một tí nữa. Đó, các bạn nhìn đi nhá. Thế là tôi đã có xử lý một cái bóng đổ của đối tượng này.
Và tất nhiên là sau khi xử lý xong thì bạn cũng phải xử lý thêm một cái công đoạn, đó là cái bóng đổ đối tượng dưới cho tôi. Ví dụ pen. Ok, chúng ta sẽ bẻ cong này. Chúng ta sẽ để bẻ cong này. Chúng ta sẽ bẻ cong. Chúng ta sẽ bẻ cong. Chúng ta sẽ bẻ cong. Đấy. Tôi làm như này và tất nhiên là tôi chọn vào multi để làm đậm màu rồi. Và cho xuống dưới. Đúng không? Và sau khi chọn xuống dưới xong thì tôi chọn vào effect, tôi chọn vào blur, tôi chọn vào Gaussian blur. Có nghĩa đây là những cái công đoạn mà chúng ta có thể làm được trên một cái sản phẩm của chúng ta. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ ép sát lại cái hình này lại với nhau. Đây ạ. Rồi, thì đây là một cái giai đoạn công đoạn mà chúng ta đã làm xong được cái bề mặt của chúng ta thiết kế rồi. Bước thứ hai của các bạn là ví dụ mỗi cái đối tượng như thế này, bạn có thể tách ra, tích đúp vào. Và chúng ta chọn vào đây thì để chúng ta có thể chọn vào cái appearance, nó chính là có chữ 3D này, các bạn nhìn thấy chữ 3D chưa? Bạn có thể tích đúp vào và bạn phóng đối tượng này. Đây tôi sẽ gắn cam cho bạn xem nhá. Nhìn thấy chưa? Và tích đúp này. Và tôi sẽ tách ra như này cho các bạn dễ nhìn này. Chọn đối tượng này. Tôi muốn cái ánh sáng đập từ phía đằng trước nó phải mạnh hơn nên tôi sẽ làm cái thao tác tích vẽ 3D. Và ở đây nó có một cái phần là more option, thì cái phần ánh sáng nó đập ở đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì tôi có thể thêm một giá trị về một cái more option tiếp, nó nằm ở vị trí này và tôi có thể làm phản quang này nằm ở bên này, các bạn nhìn thấy phản quang chưa? Và cái này cấp độ của nó là ánh sáng thì các bạn có thể giảm cường độ đi, ví dụ như là tôi để nó vừa đây. Đấy nha, bề mặt nó sáng rồi. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo là cái sáng highlight, tôi sẽ chỉnh lại một tí. Đấy, tôi sẽ chỉnh như này nhỉ. Ấn OK. Và tiếp theo cái thằng dưới thì của tôi cũng tương tự như vậy, tôi tích đúp vào đây. Và tôi sẽ thêm cho nó một giá trị. Nhìn không ạ? Và tôi sẽ chọn đây chẳng hạn. Các bạn nhìn này cái đổi dụng của tôi chưa? Cái này tôi sẽ thấp xuống một tí nữa. Chừng nào tôi thấy là cái độ bóng của đối tượng của tôi khá là đẹp rồi thì tôi ấn OK nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã xây dựng xong một cái khối để cho đối tượng nó lên rồi. Bước thứ hai của các bạn là gì? Sau khi làm xong, bạn hãy chọn cho tôi một cái hình tròn và chúng ta vẽ ra với tỉ lệ cắt 1/3 và đi qua khu vực như thế này. Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chọn vào xong công cụ Shift F7 và chúng ta sẽ cắt. Căn chỉnh bằng cách là tích vào đối tượng làm gốc và chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy. Chọn 1, chọn 2 và chọn vào Shift M. Bỏ đi. Và sau khi đã chọn Shift M xong thì bạn phải sử dụng cái thủ thuật cho tôi đó là gì? Bỏ. Chúng ta vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Sau đó chúng ta dùng một cái gradient đen trắng và chúng ta chọn là gradient đen trắng thì chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Thế tôi lấy được cái phần quầng sáng như thế này. Và các bạn lưu ý một tí là nếu mà chúng ta dành cho những cái việc in full giống như một cái poster như thế này này các bạn, thì bạn có thể làm trên hệ thống là RGB. Còn nếu mà các bạn dành cho in ấn mà theo kiểu như là catalog các thứ ấy, tờ rơi ấy, thì bạn sẽ phải dùng CMYK. Và tôi nghĩ rằng nếu cái này là poster thì tôi sẽ cần chạm mỗi cái này là xong rồi. Các bạn nhìn không? Tôi quét qua cả hai và cho xuống dưới tất cả. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi đang đi cùng rất là cùng tông này. Và thứ hai, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng ra là một cái hình tròn. Và cái này thì các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là đen trắng và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là màu hình tròn. Và cái này thì màu trắng sẽ tụ ở trong và cái đè đen thì sẽ cho nó nhiều nha. Và tất nhiên là tất cả mọi thứ thì tôi sẽ xử lý qua hệ thống màu đó là RGB nhá, các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ chọn vào RGB và sau khi chọn RGB xong thì cái này này các bạn sẽ nhìn thấy không còn đen. Tôi tích vào đây một điểm. Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào CMYK và toàn bộ tất cả thông số này đen là 100 hết thì nó sẽ trở thành đen xì. Chỉ có cái này mới làm được thôi nhá. Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chơi tròn thì chúng ta bóp bẹt xuống như này. À, chúng ta có thể đẩy ngang như này. Các bạn nhìn này của tôi không ạ? Và sau khi đẩy ngang này thì bạn chỉ cần dọn cho tôi một cái hòa trộn là Canadoc thì bạn yên tâm một điều rằng cái hình này nó sẽ rất tuyệt vời. Thì chúng ta đặt trên này. Mình có thể tự tạo ánh sáng. Có nghĩa là khi mà mình đã hiểu trên Photoshop rồi thì mình sẽ chủ động hết. Làm cái gì cũng được ạ. Và sau khi mà đã có này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đặt vào đúng vị trí giữa này. Nhìn không ạ? Là nó có vật liệu phát sáng của tôi. Và vật liệu này tôi sẽ chọn qua Object. Tôi chọn vào phần Path và tôi chọn vào phần đó là gì ạ?
chúng ta sẽ có lệnh là bẻ cong một cách trực tiếp. Tôi thích vào đây một cái tự khắc nó bẻ cong như này thì nó khó này. Các bạn nhìn thấy nó không bẻ cong được theo ý đồ của bạn. Thì bây giờ người ta có hai hình thức. Một, chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi sẽ ép nó vào một cái hình, đúng không ạ? Một là ép hai vào hình nhá. Hai là bạn sẽ biến nó trở thành cảnh qua hai cách. Vậy thì ví dụ trong trường này tôi sẽ thử một cái phương án đầu tiên, đó là cái này. Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta ấn Alt Can C. Sau khi ấn Alt Can C xong rồi tôi sẽ chọn vào Object, tôi chọn vào phấn bẻ cong nhé, được không? Vẫn không được này các bạn. Vậy chúng ta sẽ chơi trò là chúng ta sẽ biến nó trở thành một tấm ảnh xem được không. Ok, chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào biểu tượng là Warp. Vẫn không được. Vậy thì biến cái này trở thành công cụ bút có được không? Bút của chúng ta thì không được rồi. Đây, chúng ta chọn vào Object và chúng ta biến nó thành cái ảnh cho tôi. Sau khi biến thành cái ảnh thì nó có một cái nền màu trắng cho các bạn. Bạn nhìn cái nền màu trắng chưa? Và cái nền này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái giải pháp, đó là chọn vào, nếu mà chúng ta là ngoài đen hết cơ. Ok, vậy thì lúc này tôi mới chơi một cái trò là tôi sẽ quét qua biểu tượng này, tôi sẽ để là màu đen hết cho các bạn. Màu đen hết. Cái này chỉ là một trong những cái thủ pháp để chúng ta làm ra trong dưới này. Đấy, cái phần hình này thì tôi sẽ để normal lên phía trên này. Đúng chưa? Và tôi chọn đặt ở đây, đúng không? Tôi quét qua cả hai và tôi chọn vào Object và tôi rasterize cho nó biến thành một tấm ảnh. Và sau khi được biến thành tấm ảnh thì được thì nó được cái này. Chúng ta sẽ chọn qua Object và chúng ta chọn vào biểu tượng là phần bẻ cong Alt Can V kép. Nhìn không ạ? Và sau khi tôi đã chọn xong cái này xong thì tôi sẽ ấn OK. Thì bạn nhìn này, tôi đã có được một cái hình bẻ cong. Và cái bẻ cong này tôi có thể chọn là Canon Top như bình thường. Nhìn không ạ? Và lúc này bạn sẽ chơi trò như là tôi bóp bẹt xuống. Mọi người nhìn cái này của tôi chưa? OK, chọn vào đây. Và lúc này thì các bạn sẽ đẩy lên cho tôi một tí. Đẩy lên cho tôi một tí. Đặt vào vị trí và chúng ta sẽ bẻ cong nó một tí nữa. OK, chúng ta sẽ đẩy xuống. Với tầm như này thì bạn có thể phóng to hết cỡ để cho tôi để lấy được cái chi tiết của nó, có thể tầm như này. Mọi người nhìn cái này chưa? Sau khi đã có xong cái này xong thì chúng ta chỉ cần làm mỗi thao tác là chọn vào công cụ pen cho tôi. Tích vào đây một điểm, 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 tích để cho nó mất những cái đường biên bên ngoài đấy các bạn nhìn không ạ? Chúng ta chọn vào đối tượng số 1, chọn vào đối tượng số 2 và Ctrl số 7 thì tự khắc chúng ta có được cái hình bên trong thôi. Và để muốn mà xóa bỏ tất cả hình bên trong thì bạn cũng có thể thử một cái thao tác là chọn vào Multi. Nhìn này, chúng ta chọn đối tượng, chọn vào Multi. Bước thứ hai chúng ta chọn vào Object, chọn vào Pattern. Và lúc này chọn là kênh Alpha thì bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ cắt đi phần thừa, nhìn cắt phần thừa chưa? Và sau khi cắt phần thừa xong thì chúng ta chọn vào Catalog như bình thường. Thì lúc này chúng ta đã thấy là hình của chúng ta làm sao? Cực kỳ gọn gàng. Nó chỉ là những cái thủ pháp thôi các bạn nhớ nhá. Rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đối tượng hình lên cho lên trên tất cả. Tôi đã có hình phát sáng của đối tượng của chúng ta rồi. Tiếp theo với cái hình này các bạn hãy chọn cho tôi một cái thao tác như sau, đó là gì? Tôi copy thành hai phiên án Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F sau đó để các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là shot line thì ai cũng biết rồi, màu sẽ đẹp lên. Vậy thì những cái dưới của tôi thì tôi ấn vào Ctrl G, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta chọn hòa trộn vào shot line. Màu cũng đẹp hơn. Đúng không? Rồi, sau khi đã làm xong cái này hình của tôi đã khá là tốt rồi thì bắt đầu tôi có thể ẩn đi bằng Ctrl số 3. Ctrl số 3 là ẩn đi và Alt Ctrl số 3 là hiện lên. Không biết mọi người biết cái đấy chưa? Ok, sau khi chọn xong cái này thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là chọn vào phần Effect, chúng ta chọn vào phần Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow. Thì lúc này chúng ta sẽ có một hệ thống bóng, thì hai cái bóng này tôi sẽ đặt là không. Tôi sẽ đặt nào vào giữa. Nhìn nó vào giữa chưa? Và tất nhiên bóng này thì tôi phải chọn vào phần, đó là Car Overlay và tôi sẽ chọn cái này là màu trắng. Bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Nó phát quang đằng sau này. Và lúc này sau khi làm xong tôi ấn Alt Ctrl số 3. Các bạn có thấy đằng sau nó phát quang chưa? Và nếu mà cái này nó quá rõ thì bạn có thể giảm cường độ này đi, không còn phải là 100 nữa mà chỉ là 68% thôi. Lấy con số đẹp hơn. 68. Rồi, tiếp theo cái nền này của các bạn, bạn nhìn không ạ? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa và tôi cũng hòa trộn nó là soft line xem màu nó có được không? Màu này thì tôi nghĩ là để giữ nguyên.
Nào, Ctrl C, Ctrl M. Hòa trộn bằng overlay. Màu có vẻ tươi hơn. Đấy, thế là chúng ta đã hoàn thành được cái công đoạn đầu tiên của thiết kế của chúng ta, chính là cái này rồi. Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ phải đi kiếm một số cái họa tiết hoa văn, ví dụ chúng ta chọn là file và chúng ta chọn vào phần plate. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào OF, chúng ta sẽ chọn vào AI và chúng ta sẽ chọn vào giáo trình và chúng ta sẽ chọn bài số 6. Ở đây thì nó có một số cái họa tiết hoa văn cho các bạn, ví dụ đây là một họa tiết hoa văn. Tôi sẽ chọn vào đây là một số cái họa tiết hoa văn. Tôi có hai họa tiết hoa văn thôi. Đây ạ. Bạn nhìn chưa? Và không biết là có thể dùng được hai cái loại này không, chứ còn và bây giờ để muốn sử dụng được thì việc đầu tiên của tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ quét qua đối tượng đó. Sau khi quét xong, tôi sẽ quét qua cả cái này. Tôi ấn vào Ctrl số 7 thì tự khắc nó mất hình. Tôi chỉ lấy phần hình hoa thôi, còn phần dưới không quan trọng nữa. Mà các bạn biết là cái trò này là cái này là cái gì không ạ? Cái này nếu mà chúng ta đao được là chúng ta phải mất tiền đúng không? Đúng không? Vậy thì thôi, tôi cũng không mất tiền nữa. Tôi sẽ chơi trò tôi. Nếu chúng ta không lấy được vector thì chúng ta sẽ làm ảnh theo kiểu nghệ thuật. Thì đây là ảnh nghệ thuật, nó vẽ bằng một kiểu cảm giác là màu nước. Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái màu nhá. Ví dụ lúc này tôi sẽ chọn một cái màu nó vàng. Sau khi vàng xong thì tôi sẽ chơi trò mà tôi quét qua cái này được không ạ? Là cho xuống dưới tất cả. Tiếp theo ông này thì tôi sẽ cầm này, bên này tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn toàn bộ tấm ảnh này đưa vào trong mặt nạ của miếng màu vàng. Thì nó sẽ ra sao? Ctrl X. Bước thứ hai, chọn vào mặt nạ của hình. Bỏ clip đi, Ctrl Shift V. Thì bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta, tại vì căn bản nó là màu ghi. Tại vì xanh mà khi vào trong mặt nạ thì nó sẽ là màu ghi, nên là nó sẽ bị mờ hình chỗ này. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Bị thủng nhá. Thì chúng ta ấn vào biểu tượng như sau, đó là clip. Ấn vào invert, đảo ngược. Thế là tôi lấy được cái này rồi. Và sau khi tôi lấy được cái này xong thì bạn nhớ một điều rằng nhìn này, tôi có thể chọn bất cứ màu gì các bạn mong muốn. Nhìn màu xanh chưa? Màu tím, màu đỏ đều làm được hết. Và tất nhiên tôi chỉ chọn màu này thôi, đúng không? Bởi vì màu này là màu lệch tông với cái hình của tôi, thì tôi đưa vào cho lên trên tất cả. Đấy, đây là cái hình của tôi. Các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Rồi. Bước tiếp theo của các bạn là gì? Tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại đưa cái ông này vào đây. Rồi, Ctrl X. Tiếp theo chọn vào đây. Ctrl Shift gì? Ctrl Shift V. Và tôi ấn vào clip bỏ này đi, thế là tôi lấy được cái biểu tượng ở bên này. Phát lại. Cho lên trên. Đấy, các bạn nhìn chưa? Lúc này thì bạn có thể thoải mái để là mà mình chọn được cái phần hình của chúng ta. Ví dụ y ngắn chúng ta có thể chỉ vào đây được không ạ? Ok, chỉ vào nền đi ạ. Nhìn chỗ này chưa? Và cái nền này thì bạn có thể chọn vào cho tôi, không phải overlay nữa, mà chúng ta có thể chọn vào hòa trộn làm sáng sáng ảnh như thế này được không? Nếu mà chúng ta chọn vào overlay thì tôi sẽ chọn cái này màu trắng đi. Và tôi chọn overlay. Thì màu nó sẽ tầm như này. Rồi, vậy thì sau khi đã có được xong này, tôi sẽ chọn y ngắn là chỉ luôn sang này, tôi lấy được màu hàng ngày bên này luôn. Và bây giờ nếu mà bạn muốn mà cho nó sáng nồng độ thì ăn Ctrl C và Ctrl F thì có phải sáng nồng độ không? Tại vì overlay hai lần. Và lúc này chúng ta giảm độ đi. Đấy, nó cũng được ra một cái, nhưng cái này trước và cái này nó sẽ làm ra sau. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò là chúng ta có thể bẻ cong bóng kính hay cái gì đó xuống dưới cho các bạn được. Lúc này chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate. Sử dụng một vài cái kỹ thuật như sau, ví dụ chúng ta chọn Naco. Đây là logo. Và sau khi tôi đã có Naco như này thì các bạn lưu ý nhá, đối với những sản phẩm logo ở dưới dạng là màu xanh lá cây, màu xanh lam thì nó rất là nhẹ. Nên chính vì vậy bạn phải chơi cho tôi 3 màu. Và sau khi chơi 3 màu xong thì bạn mới lấy được, chứ còn bình thường bạn chơi bình thường thì nó sẽ bị mất màu. Nó không lấy được hình cho các bạn luôn. Đấy, đối với một cái bài này chúng ta dùng thủ pháp rất là nhiều thứ, nhìn đúng không ạ? Và chúng ta chọn vào expand, và sau khi chọn expand xong thì bạn sẽ chọn cho tôi biểu tượng là pháo hoa. Chỉ thẳng một cái màu trắng và xóa đi, tôi đã lấy được chữ Naco. Và sau đó thì tôi sẽ làm sao quên mất, chúng ta lấy luôn cái này. Ok, vậy thì bây giờ làm nào? Bây giờ chọn đối tượng một, chơi trò như này.
Can chôn số 7. Sau đó dùng phao hoa chỉ thẳng vào màu trắng, thế là không cần lấy được màu trắng của mình rồi. Thì bây giờ chọn màn can chôn số 3 hiện lên. Thấy không? Đấy, dùng thủ pháp thôi mà, quét qua đây, can chôn G, đẩy thẳng và trực tiếp vào đây cho tôi cái thu nhỏ này. Đây, chữ Naco của tôi sẽ đặt như này. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn cho nó một cái màu hơi ám vàng. Ok. À, các bạn có thể có rất nhiều những cái trường hợp là chúng ta có thể là dùng gradient. Ví dụ có những trường hợp người ta dùng như này. À, chúng ta sẽ chọn vào một cái gradient, sau đó thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Hãy chọn cho tôi một cái y nào, tích vào đây một điểm y ngắn chỉ vào đây. Sau đó tôi sẽ đẩy cái này vào giữa. Sau đó tôi giữ phím man, tôi copy cái này thành hai điểm. Thế tôi lấy được gradient. Sau đó tôi dùng phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới được nha. À, các bạn nhìn lên của tôi chưa? Và cái này thì các bạn có thể chỉnh cho nó nhẹ lên bằng cách là tích đúc vào đây này. Bạn nhìn thông số này chưa? Chúng ta có thể giảm nhẹ nó lên, hoặc là chúng ta có thể chỉnh vào một cái này y ngắn chỉ vào một vị trí nó sáng hơn. Tích vào đây. À, tôi sẽ chọn một cái nền màu vàng sáng hơn tầm này. Rồi ok, cho vào đây. Phải sáng hơn một đậm nữa. Rồi. À, sau khi làm xong chọn về phím G và kéo từ trên xuống dưới. Rồi, sau khi đã làm xong cái này, ấn vào Ctrl C và Ctrl F cho tôi và chúng ta vẽ một cái biểu tượng, một cái nét chạy ngang qua chữ Naco. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Nhìn không ạ? Và chúng ta sẽ chọn vào phương thức nhá, chọn 1 này, chọn 2 này. Chọn vào Shift M và loại trừ toàn bộ tất cả phần thừa đi. Đấy, các bạn nhìn nha, tôi sẽ loại trừ tất cả phần thừa đi nhá. Đấy, những cái gì thừa vứt hết. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi nó có một cái biểu tượng rất là bóng. Nhìn thấy bóng này chưa? Và đối tượng này chúng ta sẽ thực hiện một thao tác nữa là chúng ta chọn qua effect, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào inner ground, là bóng bên trong. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái viền của chúng ta nó có một cái bóng viền xung quanh chạy cái này này. Đây, ok, tôi sẽ chọn vào đây cho bạn xem. Nha. Rồi, bây giờ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng lần thứ hai, Ctrl G lại. À, với đối tượng này các bạn hãy chọn cho tôi một biểu tượng là style tiếp và chọn vào drop shadow để chúng ta chọn một cái bóng. Tôi chọn vào multi. Cái bóng này thì tôi sẽ chọn là màu nâu đậm. Và tiếp theo là độ đậm của bóng thì chúng ta sẽ để là 100. Tiếp xuống đây. Thế là chúng ta đã xử lý xong được cái phần công đoạn của cái phần logo rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái tinh dầu thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Ctrl X. À, tiếp theo tích vào đây Ctrl V, chúng ta sổ xuống và chọn một cái bộ chữ. À, ví dụ chúng ta chọn vào một cái phông chữ như thế này. À, nếu mà chúng ta bình thường chúng ta làm thì chúng ta sẽ không cần có dấu nha. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây và tất nhiên phải chế dấu là chuyện bình thường rồi. Đúng không? Còn chữ này thì tôi sẽ chọn một phông chữ khác. Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tích đúc vào đây. Đẩy sát lại. Chọn vào đây, chọn 1, chọn 2, tích vào đây một cái nữa, chọn vào Align, chọn vào Center. Chúng ta đã có được biểu tượng này và chúng ta sẽ đặt vào đây, nhỏ lại. À, chọn 1, chọn 2 và chúng ta lại chọn vào Ctrl G. Và cái này thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Ví dụ, ở đây người ta cũng có một cái trò này cho bạn nhé. Tôi sẽ dùng một màu này, chữ này. Nhìn chữ này chưa? Chúng ta có thể chọn qua Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Inner Ground, là bóng bên trong. Nhìn bóng bên trong chưa? Và lúc này chúng ta sẽ cho nó lan tỏa ít thôi. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, chúng ta lăn chuột này. Nhìn không ạ? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một chữ của tôi làm nha. Loại thứ hai của tôi là tôi sẽ chọn vào phần dưới. Và lúc này tôi chỉ cần cho nó sáng lên một độ nữa thôi là xong.
Ok, thế là chúng ta đã có được một cái chữ tinh dầu. Và logo thì chúng ta sẽ đặt quét qua, thu nhỏ xuống. Ok, đặt xuống đây thành như này. Được chưa? Rồi, tiếp theo bây giờ thì các bạn hãy chọn cho tôi tiếp mà chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào phần plate. À, lúc này các bạn sẽ chọn đến phần thư viện ảnh. Đâu rồi nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. À, chúng ta sẽ chọn vào phần texture của chúng ta và chúng ta chọn vào đây. Trong đây thì nó đã có nhiều rất nhiều những cái bong bóng bày cho các bạn rồi, bạn có thể chọn một trong những cái như này. À, ví dụ tôi muốn là tạo ra một cái tín hiệu nó nằm ở khu vực này chẳng hạn. Đó, em nhìn này chưa? Thì việc đầu tiên tôi chả biết thế nào, nhưng mà tôi sẽ chơi một cái trò là tôi sẽ chọn vào cái hình này, tôi vẽ qua đè lên trên nó. Và sau khi đè xong thì tôi sẽ chọn vào phương thức là quét qua, tôi ấn vào Ctrl. À, tôi sẽ chọn vào cái này, tôi sẽ ấn vào biểu tượng là hòa trộn color. Hiểu không ạ? Đây là một trong những phương án là các bạn có thể chọn hòa trộn như thế này. Còn nếu không thì mình sẽ chơi trò là mình sẽ thay màu bằng cách là tôi tích thẳng vào cái này, tôi dọn y ngắn rồi chỉ vào đây. Hiểu không ạ? Cùng màu. Hoặc các bạn có thể đổ thẳng trực tiếp cái màu này cho tôi. Ví dụ tôi chọn vào cái màu này là màu nâu. Đây ạ. À. Có nhìn thấy cái này chưa? Và sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đường, tôi ấn vào Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi. Đây ạ, lúc này chúng ta có thể được quyền dùng cái hòa trộn overlay chẳng hạn như này. Đấy nhá. À, người ta có rất nhiều hình thức để cho các bạn làm. Ví dụ trong trường hợp này thì bạn có thể nó có hai thứ này, các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ tách ra, chuột phải chọn vào ungroup này. Cái đối tượng hình này của chúng ta này nằm lên trên này, chúng ta sẽ đẩy lên trên ở tầm nhà. Và tiếp theo cái hình đây để làm như này cho nó dễ này. Ok, chúng ta tách bỏ cái này ra. Tôi tạm thời tôi để bên cạnh này cho các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ lấy khoảng từ đấy cho đến đây như này. Hay là lấy từ dưới nữa này các bạn, tùy các bạn đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào đây vị trí này. Y ngắn chỉ vào đây. À, chúng ta sẽ ghép hoàn toàn cái này trên một nền. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Sau khi chọn xong, bạn xử lý kỹ thuật cho tôi bằng cách bỏ clip đi, vẽ một hình to hơn hoặc bằng và xử lý cho nó chìm vào nền. Đây, vẽ một hình to hơn hoặc bằng và xử lý cho nó chìm vào nền bằng công cụ gradient đen trắng. Sau khi chọn là gradient trắng xong thì bạn sẽ chọn phím G, bạn kéo từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên cho tôi. Nhưng chỉ kéo không qua mép ảnh nên nó sẽ chìm vào nền như này. Và sau khi đã chọn xong đã có được cái hình này rồi. Bước thứ hai, sau khi đã làm xong được hai cái này, tôi sẽ chơi trò là tôi group lại Ctrl G và thực hiện thao tác là đặt vào cái này cho tôi. Cái này sẽ đặt vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Sau khi đã có hai cái này xong, tôi ấn vào Ctrl G, group lại và lúc này chúng ta thực hiện overlay. Và sau khi chọn overlay thì tôi sẽ đặt đúng cái vị trí này. Mọi người nhìn này chưa? Và sau khi chọn xong, chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ, chúng ta cho nó dưới tất cả. Nó sẽ được như này các bạn. Nhưng các bạn có thấy là cái miếng này của chúng ta nó đang làm sao nó bị đè cái này không ạ? Bởi vì do thằng này này. Thì mọi người có thể chơi trò là mọi người tích đúp vào đây. Mọi người có thể chọn vào đây. Mọi người có thể kéo này xuống. Nhìn này, kéo này xuống chưa? Kéo này xuống chưa? Thì cái ảnh này của chúng ta nó đang bị làm sao hả? Nhưng các bạn nhìn tích đúp này, nhìn ra nó vẫn bị vệt này đúng không? Bởi vì lý do là cái ảnh phía dưới của chúng ta nó bị vệt như vậy. Thì chúng ta xử lý bằng cách nào thì đây, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ tách cái này ra. À, tôi tạm thời tôi ungroup ra, hoặc là nếu không thì bạn sẽ phải chơi trò là bạn tích đúp vào trong cho tôi. Để riêng cái ông này này, nhìn nhọn, tôi ấn vào Ctrl số 3. Sau đó tôi chọn vào thằng này. Đúng vào thằng này chưa? Chúng ta sẽ chơi qua mặt nạ của đối tượng và vẽ một hình phần phía dưới. Bạn biết vẽ hình phía dưới chưa? Sau khi vẽ hình phía dưới thì cái này nó phải là màu đen, đen xì nhá các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ chọn màu đen xì. Và sau khi chọn màu đen xì xong thì có phải chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì có phải nó sẽ nhòe như này không ạ?
là sự nhĩ độ mềm trong thiết kế, và sau đó khi mà làm xong thì các bạn có thể thoát lại ra và chúng ta tích lũy vào đây thì chúng ta chỉ cần ấn an can chôn số 3. Các bạn nhìn thấy cái hình này có mất chưa? Đó. Rồi, vậy thì cái chữ tinh dầu của chúng ta đang hơi to, cái chữ này hơi to thì tôi có thể làm sao xử lý lại một tí nữa, giữ shift này. Chọn một hình này, chọn vào thu nhỏ lại này. Và sau khi chọn thu nhỏ lại thì chúng ta ấn vào can chôn D, cái này nó sẽ thu nhỏ lại cho các bạn. Tôi sẽ để vào đây. Tất nhiên nó sẽ có một cái ngày nào đó nó sẽ cứ chọn vào đây. Ok, chúng ta chọn. Quên mất, chúng ta sẽ quét qua cái chữ Laco này. Đó, rồi thu nhỏ lại tí. Rồi. Rồi, lúc này thì các bạn hãy tìm đến một cái phương án, đó là gì ạ? Control O. Chúng ta sẽ chọn qua ổ F, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là AI, chúng ta chọn vào giáo trình và chúng ta sẽ chọn vào tư liệu thiết kế chúng ta thích ở đây. Các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều những ánh sáng, nhìn thấy không ạ? Chúng ta chỉ việc làm cái này lên trên mạng mà chúng ta tìm thôi, không phải gì kinh khủng quá đâu, bởi vì cái này nó có sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần tích vào thôi thì có quá nhiều thư viện. Các bạn nhìn không ạ? Và lúc này chúng ta có thể chọn một cái thư viện nào đó, ví dụ chuột phải chọn vào ungroup. Ok, chúng ta chọn vào đây. Ctrl C sang phát là lấy luôn từ tiếp bên này Ctrl V. Đây ạ. À, chúng ta có thể bóp bẹt xuống một tí để đến đây. Đấy. Và thứ hai nữa là một số cái hình tròn của các bạn, ví dụ các bạn thấy là cái bóng này nó cũng khá là được thì tôi ấn vào Ctrl C và sang bên này. Tôi ấn vào Ctrl V. Và tất nhiên cái phòng này thì tôi sẽ chơi tròn, tôi sẽ phóng to vị trí này. Và tất cả những cái biểu tượng này nhé, các bạn nhớ nhá, nhìn này, tôi sẽ cho xuống dưới. Đó, tôi sẽ cho xuống dưới xem ăn, đấy. Và mọi người có thể cho nó to ra một tí nữa để có thể nó nấp xuống dưới chân tầm này. Đẩy lên trên. Và giảm cường độ đi. À, mọi người nhìn thấy chưa? À, với cách như này thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể xây dựng những cái poster của chúng ta theo cái hình thức như thế này. À, hoàn toàn làm bằng AI của chúng ta. Không có một tí nào gọi là Photoshop dính ở đây cả. Nhưng các bạn phải xử, tất nhiên là chúng ta phải xử lý qua quá nhiều cái công đoạn. Nhìn thấy không ạ? Từ hòa trộn này, đến lấy thư viện này, đến làm sao để chuyển in vào nền này, xong rồi dùng cả cái biểu tượng là gradient rồi filter, rồi dùng cả 3D này. Các bạn nhìn không ạ? Vậy với một cái bài như này các bạn có thể quảng cáo cho tôi nước hoa. Các bạn biết nước hoa chưa? Đó, mỗi một chủ đề thì các bạn nhớ một điều rằng là nếu mà chúng ta làm càng khó bao nhiêu thì sau này chúng ta làm càng tốt bấy nhiêu thôi. Ra ngoài khách hàng người ta sẽ yêu cầu những cái sản phẩm tương tự như thế này. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Còn nếu mà chúng ta muốn thử sức một vài cái chỗ nữa thì chúng ta có thể chọn ở đây này. Trong cái phần symbol của các bạn nó cũng có rất nhiều thứ. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào thư viện của symbol này, 3D này. Tôi sẽ next qua. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Các bạn sẽ cầm này, ném ra. Ném ra thì ai cũng biết đúng không? Dễ quá, chọn vào đây. Hòa trộn overlay thử xem có được không. Ví dụ như này. À, chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh như này được không? Vậy thì nếu mà tôi ném ra như này thì tôi có thể chọn một cái màu vàng được không? Đây. Bẻ linh đi ạ. Sau đó chọn một cái màu sáng hơn. Và cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đặt vào đây. Ôi trời, từ từ. Trước khi bẻ thì phải cho nó ra ngoài đã. Không, chúng ta không group được. Ok, bẻ rồi. Này, tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng và tôi ấn vào Ctrl G, chọn vào đây. Sau đó thì dùng hòa trộn. Nó có rất nhiều trò cho các bạn làm. Hoặc overlay. Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sáng hơn. Thử ra là mọi người ví dụ đây là một kiểu thôi nhá. Hoặc các bạn có thể chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Thì cái hai sáng ảnh thì các bạn sẽ phải hòa trộn ít thôi.
và cho nó xuống dưới giúp tôi đoạn này phải chì vào nền thì nó sẽ tốt hơn mà. Còn nếu không thì chúng ta chỉ lấy một góc nào đó thôi. Ví dụ trong trường này thì bạn có thể nôi cái này ra. Nhìn này chưa? Ở phần phía trên như này này. Đấy, bạn có thể làm như kiểu như này. Và khi mà chọn vào xong cái này thì bạn chỉ cần hòa trộn làm sáng ảnh. Đây là một cái nền mà phía trên chúng ta có thể thực hiện được kiểu như này. Và cái này thì các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn quét qua này. Bẻ linh nó đi. Nha, bẻ linh thì đổ được màu này. Và chuột phải chọn vào bẻ linh đâu rồi. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta vẫn chưa bẻ được cái linh này thì chúng ta chọn vào object và chúng ta pattern nó đi. Và pattern nó đi được rồi thì chúng ta sẽ thử kiểm tra lại này, chúng ta đổ màu được không. Thấy chưa, càng chuột gò. Chọn vào pattern thì cái gì thì cũng ra hết. Và chúng ta chỉ cần chọn vào hiệu ứng này này. Đấy, chúng ta có thể chọn vào đây. Và chúng ta có thể hòa trộn như thế này. Đấy, các bạn nhìn đúng không? Đây là một tín hiệu mà để chúng ta có thể tạo ra một cái phiên bản poster theo kiểu hình thức ở trên nó chấm này, trang trí cho đỡ bị buồn đi. Ok, vậy với cái này thì bạn sẽ ngồi bạn trang trí cho thầy, đó là về cái nước hoa. Tư liệu thì các bạn sẽ đi tìm tất cả những hệ thống họa tiết hoa văn các bạn thích. Các bạn sẽ làm cho thầy một cái bài nó giống như thế này nha. Ok, bắt đầu làm thôi.